bây giờ mình sẽ gọi là hả am làm gì vậy? Bây giờ một người làm thơ, làm thơ tặng vợ, làm thơ tặng vợ nha. Đứa đứa một một câu, đứa đàn câu, thấy không? Một người một vế. Quỳnh ơi em đẹp quá chừng. Quỳnh ơi em đẹp quá chừng. Đúng rồi, phụ anh đi thì em làm bé sao, rồi lát anh với em làm bé Nhi. Quỳnh ơi em đẹp quá chừng. Hôm nay trời nắng. Tưng bừng Quỳnh ơi. Wow, hay quá. Rồi bây giờ làm thơ tán em Nhi. Em ra trước đi. Hôm nay Nhi đi xe đạp. Anh đạp cho mặt em kìa. Hả? Tự nhiên hôm nay Nhi ơi em đi xe đạp không có vô giận. Quỳnh ơi Quỳnh đẹp quá chừng, hai cái vế sau nó vô. Ok. Tự nhiên cái Nhi ơi hôm nay em đi xe đạp, cái đó là tập làm văn rồi. Ok 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 hiểu. Ok. À, buổi chiều Nhi ngồi hóng mát mẻ. Rồi buổi chiều Nhi ngồi hóng mát mẻ. Buổi chiều Nhi ngồi hóng mát mẻ. Nhi ngồi. Trời dám nói gì luôn hả? Trời em làm ghét con Nhi lắm nè quý vị ơi. Trời ơi, nó lại cái đó coi. Buổi chiều Nhi ngồi hóng mát mẻ. Em ngồi coi chừng rất ghẻ. Rất ghẻ. Cái gì ẻ ta đẻ. Khó vô quá. Khó vô câu khác. Câu khác đi. Câu khác cái bị nhạy cảm em hại anh làm cho gọi là anh em mà xích mích. Câu khác ngay. Câu khác nha. À. Nhi ơi. Ừ. Em thật tuyệt vời. Nhi ơi em thật tuyệt vời. Nhìn em giống ánh mặt trời chói chang. Wow. Thấy không, nó vô cái dễ dễ thôi. Còn em ghi cái nó đẻ nó ghẻ nó ghê lắm. Vậy hả? Ừ. Em quen khó rồi. Quen khó đúng không? Quá trời luôn. Quá trời ông anh tôi. À. À đây là kiểu áo hả? Không, cái kiểu áo đi, cái kiểu áo là kiểu áo thấm mồ hôi thôi. Nha, vợ con đâu thấy cảnh này hả Tú? Không thấy được. Tội quá em ơi. Nha, thấy thương tụi mình không? Thương chứ. Không mà tóc anh em mình giống nha, anh thấy đúng là có giống không? Rất là giống nha, mặt giống luôn. Đúng mặt à. Rất giống, anh đẹp hơn. Lúc này cũng thích anh ấy. Vậy đó hả? Ừ. Ngày xưa là Tú nó đẹp lắm gì ơi, thật sự. Ngày xưa là kêu Tú Bắc không à? Tú Bắc. Tú Bắc. Ở ừ. trong trường có một người cũng tên là Tú, là Nguyễn Anh Tú. Nguyễn Anh Tú luôn, Nguyễn Tú luôn đó. Là Tú Nam, tại vì anh em cùng sẽ chung sân khấu nên là một người Tú Bắc, một người Tú Nam. Tú Bắc, hai Tú, Tú nào cũng đẹp trơn trời. Quá trời. Rồi sao có bí quyết gì mà dưỡng da mà đẹp mà chia sẻ giùm cái coi. Có vợ đấy. Có. Không da mà anh có vợ mặt anh vẫn xấu nha, vẫn xu nha. Phải không? Phải không? Nhưng mà anh nhìn lại ngày xưa bây giờ anh đẹp hơn không? Đẹp hơn. Ê, ngày xưa em thấy gương mặt của anh không? Em tả cho mọi người coi coi. Ngày xưa em thấy anh không? Nhưng mà ngày xưa cũng có nét mà. Có nét nhưng có mà nét. Đúng rồi. Ngày xưa có nét. Tại vì ngày xưa mọi người chưa nhìn anh Lâm ngày xưa đâu. Đúng rồi, ngày xưa đã có nét rồi. Quá trời. Ngày xưa Nhi nó cũng đâu chơi với anh đâu em. Sao vậy? Nó hả? Nó thấy nó thấy anh hả xấu quá nó không chơi với anh. Mà dù Nhi xưa cũng không đẹp nha, giờ mới đẹp đây đó. Em thấy Nhi ngày xưa không? Thì hai anh em giống nhau mà thì khác thì cũng giống nhau. Ủa vậy hả? À, không mà ngày xưa em đẹp tới bây giờ luôn. Không, em ngày xưa cũng bình thường. Không, em đẹp lắm em ơi. Ngày xưa ai cũng khổ, ngày xưa trứng khổ, ai cũng khổ hết đấy. Em mà khổ gì em giàu, trứng em giàu ra. Em sao á. Em quá trời em rồi. Nói chung là anh ảnh hưởng Tú rất là nhiều nha. Nói chung á là hả mỗi khi mình làm đẹp cái gì á là hai anh đều dòm Tú luôn nha. Mỗi khi mà em chụp hình á cái tay em hay vậy lắm, cái tay em nó vậy. Nhưng mà khi mà lên người em á nó rất là Hàn Quốc. Còn khi lên anh nó bị gọi là trong cộng đồng lắm. Phải không? Đúng rồi. Hay là do anh không tự tin? Làm phải tự tin hả? Em phải tự tin. Làm phải vuốt tóc, anh ấy vuốt tóc, anh ấy cái tay của em hay để vậy nè. Thấy không? Nó là thói quen của em. Đúng rồi, em hay để cái tay như vậy nè. À. Đúng rồi, nó sẽ hơi dày. Đúng rồi, nó sẽ như vậy. Thấy không? Thấy anh là nhìn vô cộng đồng liền. Nói chung là em rất là mềm. Nhưng mà cái mềm của em á nó vô cộng đồng. Không, chưa vô cộng đồng. Anh mới cộng đồng. Có nghĩa là sao có bí quyết gì để mà chụp hình gọi là nam thần hay không? Thật ra thì bí quyết chụp hình nam thần là em chỉ làm những cái gì mà em thấy tự nhiên nhất và em thoải mái nhất thôi. Vậy đó hả? Ừ. Thì nó mình thoải mái thì mình sẽ toát được cái vẻ tự nhiên. À, là mình rờ đồ này nọ phải không? Ừ. Ví dụ như cái dáng mà để mà chụp hình gọi là giờ chỉ anh cái những cái dáng mà chụp hình khi mà chụp cận nhá. Đúng rồi. Chụp cận đúng không? Thì thường là sẽ phải dùng tay. Dùng tay nhiều thì thường là nó sẽ có một cái. À cái tay nè. Đúng rồi, cái tay anh thấy cái tay nè. Thả một cái. Vậy được không? Tại vì anh thấy em nó không có nhấn, em bị lợt quá. Ủa anh bị xoang hả? Thì đó anh muốn tạo cái điểm nhấn như thế này được hay không? Nhưng mà cái này thì ok, nhưng mà khi mà rút tay ra là sẽ có một vài cái chỗ. Ê nếu mà búng như vậy là phải nói tới Diệu Nhi. Có không? Đó không em ơi. Ngày xưa là mẹ dễ sợ lắm nha. Nhi lầy không? Lầy không? Trời ơi mà. Quá là sợ vợ quý vị ơi. Cái gì cũng không dám quý vị ơi. Nói đi em ơi, anh em mình tâm sự mà có gì không dám. Thôi. Thôi sợ vợ liêu. Giờ làm lại chỉ đi nha. Ok à. Đó, một cái có thể là những cái chụp cận thì mình sẽ có thấy cái bàn tay, cái mặt mình sẽ có khung hình ở đất bị chán. Ok. Đó, hay là cắm. Cắn đúng không? Ủa? Là anh? Ta phải có điểm nhấn, phải nú ra một cái, phải nú ra một cái, đúng rồi, đúng là mình phải để vậy. Ờ. Là anh khám răng số 8 hay sao mà anh chọc sâu vậy? Dễ thương đó, ok. Mà nếu không thì để một ngón. Đúng rồi, cái kiểu này anh nói kiểu này nè.
là mình rờ hả? Có nghĩa là mình chụp là mình có rờ rờ gì cho tự nhiên hay không, hay là mình để thẳng nó luôn? Em còn rờ tại vì em hay quen á. Ok rồi yeah. Anh mất ngoẻ hả? Không, nó sẽ dày, nó sẽ có điểm nhấn hơn. Đây em làm cái. Cha. Nếu mà em làm cái đấy đấy. Có làm không? Có nhưng mà em thằng có làm gì không? Có nè. Là mình làm cho mắt mình ăn gian, mắt mình to hơn. Không, làm cho cái trông nó khác đi thôi à. Là cái miệng mình là ngậm lên à? Anh muốn mở, anh muốn há, anh muốn uống gì uống, anh muốn ngậm lại tùy anh hết. Cha. Cha. Lo. Cái đó. Dáng này, anh thấy cái dáng của em nữa, cái dáng em hay ngồi vậy lắm. Em rất là ngồi như vậy. Là ngồi gì? Em bị thói quen. Vậy hả? Là em có trong cộng đồng không? Hả? Chia sẻ thì đây đang có ai đâu? Không có. Có không? Anh thấy là có đôi lúc cũng có. Thì nhiều người, thật ra từ ngày xưa em trong trường đi học là đã rất là nhiều người em trong cộng đồng rồi. Tại vì tất cả cái dáng em ngồi hay là cái tay em để đó là cộng đồng. Cái đó là điệu đà. Cái đó là điệu. Nhưng mà nó cái bộ em dai dắt á là anh thích quá trời thích luôn. Anh có đủ kiều minh tướng làm là chung. Bộ nào? Cái bộ mà em dai dắt á chụp mà hai đứa mà sơ mi trắng hả? Đúng rồi, đẹp trai một couple đó. Anh là Kiều Minh Tuấn. Có rủ mà hả, Kiều Minh Tuấn không chịu. Sao vậy, không chịu anh? Kiều Minh Tuấn hả? Không chịu, khinh anh. Kỳ quá, anh Tuấn kỳ quá, tướng xấu nết ha. Tuấn xấu nết mà anh Tuấn đâu đẹp bằng anh đâu. Đúng rồi, ê này nó xấu người hoài đi dám nói nha. Còn nó vợ nó tôi thấy để ý rồi. Có gì thấy được đó không? Có gì thấy? Rồi, đất ơi, quá trời thương vợ quá, phải vậy đúng không? Thương vợ, yêu thương vợ quá. Dạ thưa quý vị, sắp tới là có những phim điện ảnh, thấy không? Làm tham gia. Bây giờ nãy giờ những cái dáng rồi, bây giờ những cái câu thoại. Thật ra thì diễn Nam Thần đúng không? Đúng. Là một cái em nghĩ là một cái diễn vừa dễ nhất mà cũng lại rất là khá là khó, vừa dễ vừa khó là dễ vừa khó là sao, là sao? Là nó sẽ hay, nó sẽ trở nên hay khi mà bạn biết diễn và nó sẽ trở nên nhạt nhòa khi mà bạn không biết diễn. Bị khô cứng nó bị gọi là gượng gạo. Đúng. Bây giờ ví dụ tâm lý đi, anh là bạn gái của em. Là cái bữa là shopee ham, đang là 11 tháng 11, đang chuẩn bị là sale. Đó, xong rồi rủ em đi vô mua đồ. Ok. Nhưng mà em không chịu. Em không chịu. Không chịu, bạn gái giận. Bạn gái giận. Bạn gái giận, xong rồi em xin lỗi bạn gái. Em xin lỗi. Đúng rồi. Đúng. Rồi em diễn giùm anh. Anh là bạn gái là đang chạy xe nè. Đang chạy xe. Đúng xe, rồi. Xe máy. Đang chạy máy nha. Xong chạy xe hơi. Xe hơi thì mình ngồi thẳng ngay luôn. Ha. Cái cốt nghèo quá, cái cốt mà gọi là xe ôm xin lô rồi này nọ nó quen. Yeah. Mình chạy xe hơi. Anh lái hả? Dạ. Em lái chứ. Vậy em phải lái chứ. Em phải lái. Em okay, phải okay, ok. Là anh có giận không? Không, chưa giận. Cái lúc này là hỏi tâm sự trước, giao đãi trước. Ok. Rồi vô kịch tính sau. Sắp tới ngày sale. Không, để anh hỏi cái đó cho, để anh hỏi cho. Để anh hỏi cái shopee. Ok. Còn em là em nói rừng nói rú đồ thôi, em chỉ cái này chỉ cái kia thôi. Ha. Em nói cái gì đi cho đỡ tiết tấu. Em C đúng không? Đúng rồi, là em hỏi cái gì đi. Em nói bụng mấy câu hỏi thôi đi. Rồi. Tại vì không ai không Nam Thần mà hỏi mấy câu hết á. Ủa chứ Nam Thần là không hỏi cái đó hả? Đúng rồi. Em hỏi cái gì trong bên trong của em đi. Bên trong của em hả? Rồi. Ngồi trên xe hơi em có thấy nóng không? Mắt kiến đi. Mắt kính hả? Đúng rồi, mắt kiến. Ngồi trên xe em có thấy nóng không? Em nóng quá. Em nóng lắm hả? Ừ. Bây giờ em muốn đi đâu? Mình đi biển hay đi rừng hay là em muốn đi đâu em thích, anh sẽ chở em đi. Em muốn đi shopping. Shopping hả? Ừ. Anh ơi, sắp tới là ngày gì anh biết không? Sắp tới là ngày gì ta? Đố anh đó. Anh xin lỗi, anh không thể nhớ được. Dạ bộ sinh nhật đồ này nọ, thì em hả? Không phải. Tại... đám cưới em phải. Thì ai mà biết được đâu, anh phải nói chứ. Thì mày phải tự suy nghĩ cái thoại chứ. Rồi, ok thôi. Em hả? Em muốn đi lên rừng hay đi xuống biển? Em à, đang nghe chị điện thoại hay cái gì á? Em à, tức ghê. Trời ơi, Nam Thần lại thoại. Em à lắm. Em à, ok. Em muốn đi đi đâu? Đi Vũng Tàu hay đi Phan Thiết? Em muốn đi shopping. Đi shopping ở đâu? Em shopping ở đâu cũng được. Ở đâu cũng được hả? Sắp tới có ngày gì? Sắp tới. Ủa, tôi còn Ok, quên. Anh Tú ơi. Sao vậy? Sắp tới là ngày gì anh biết không? Ngày em đi nhổ răng khôn. Anh điên quá, từ ngày em làm răng sứ, cái răng khôn em nó đã ngu rồi. À, làm mất răng khôn rồi hả? Dạ đúng rồi. Vậy sắp tới là ngày gì nè? Ngày gì ta? Vậy là sinh nhật em đúng không? Anh chạy xe anh ngó đi, anh đừng có ngó em nữa nha. Xe đụng cái đứa anh ơi. Xe đụng nữa. Dạ đúng rồi. Vậy là sinh nhật em hả? Không phải. Không phải sinh nhật em, vậy là ngày kỷ niệm hai đứa mình yêu nhau. Không phải. Vậy là ngày là đám cưới của mình. Không phải luôn, giận anh ghê. Nhưng mà vấn đề là em muốn mua đồ gì? Em muốn mua vàng và hộp son. Wow. Ủa điện ảnh hả? Nãy giờ thấy tấu hề đó. Phải không? Phải, đang bị dính tấu hề rồi. Đang kêu chỉ điện ảnh đó. Tại nãy anh cứ bắt em phải về đấy. Đúng rồi quý vị ơi, em thấy là cái vàng gọi là cái vàng Nam Thần mà đi với em là hư hết quý vị nha, hư nghề. Bớt chơi với anh lợi.
Thật ra Nam Thần mà biết diễn hài, thật ra trước này em cũng diễn hài nhiều mà. Có, em diễn hài ok nha. Nói chung là cái nét diễn của em nó thú vị. Thú vị không? Thú vị. Cảm ơn anh nhé. Đúng rồi, nó là không có duyên mà nó không có vô duyên. Nó nằm một cái thú vị. Anh vậy là nhạt lắm anh. Không ý là thà thà là mình vô duyên thì người ta còn có thứ để coi. Em biết vô duyên là ai không? Ai? Song Lưng. Song Lưng nó vô duyên lắm. Em nó đẹp đó. Không, anh em mà. Không, nó vô duyên thiệt. Song Lưng vô duyên. Em là ok nằm cái thú vị. Thôi đừng nói nữa. Đừng nói nữa, đừng chạm người ta quá đúng không? Đừng chạm quá. Song Lưng ơi, xin lỗi Song Lưng nha. Hello mọi người, lại là anh Dương Lâm Đồng Nai đây. Mọi người ơi, mọi người nhớ subscribe kênh YouTube của Lâm nha. Bởi vì kênh YouTube của Lâm có rất là nhiều clip hài hước vui nhộn cười bể cái bụng bầu. Còn chần chờ gì nữa, subscribe kênh YouTube của Lâm. I love you mọi người, cảm ơn mọi người. Anh Dương Lâm Đồng Nai đã chinh phục ước mơ đời mình. Anh Dương Lâm Đồng Nai đã cho đời càng thêm sướng vui. Muốn sướng muốn vui hãy subscribe kênh YouTube của Lâm. Yeah.